Chào các bạn, hôm nay Chí Lâm gặp lại các bạn để chia sẻ một bài giáo lý về ngũ thường. Các bạn thân mến, ngũ là năm, thường là hằng có, luôn luôn có. Ngũ thường là năm đức tốt cần phải có luôn luôn trong đạo làm người. Ngũ thường gồm nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nhân là lòng yêu thương con người, yêu thương quê hương đất nước, yêu thương muôn loài vạn vật chúng sanh. Nhân là tấm lòng nhân ái của con người được thể hiện qua cách đối nhân xử thế trong đời sống hàng ngày. Biết cảm thông, độ lượng, khoan dung, tha thứ, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ gặp hoạn nạn, khó khăn, bế tắc. Nghĩa là cách cư xử với mọi người phải công bình, đúng theo lẽ phải và sống vì mọi người chứ không chỉ sống cho riêng mình. Mọi cử chỉ, mọi hành động luôn làm lợi vật lợi nhân và quan tâm giúp đỡ mọi người trong xã hội. Nghĩa là sống có trách nhiệm, luôn cố gắng hoàn thành mọi công tác được giao, đồng thời phải biết hy sinh cho quê hương đất nước, cho gia đình, đồng bào và anh em bằng hữu. Có tinh thần dũng cảm trong việc bảo vệ cái thiện, cái đúng, không ngại đụng chạm, không sợ liên lụy, không bàng quan thờ ơ bỏ mặc những người lương thiện bị kẻ xấu hãm hại. Lễ là cách thức tiến hành những nghi thức nghi lễ đúng theo quy định đã được tổ tiên và các bậc tiền bối truyền lại, hợp với lẽ đạo, hợp với lòng người trong cuộc sống đương thời. Lễ còn là sự tôn trọng, hòa nhã trong cách hành xử, ứng xử với mọi người. Biết giữ cao nhân cách, thể diện, thanh danh, không hạ mình làm những việc xấu xa. Con người phải giữ đúng lễ thì phẩm giá mới được tôn quý, còn nếu thất lễ thì sẽ bị người đời chê bai, khinh bỉ. Trí là sự thông biết lý lẽ, phân biệt thiện ác đúng sai. Đối với việc đời, trí là trình độ kiến thức, khả năng chuyên môn. Không có trí thì không thể hoàn thành trách nhiệm được phân công. Còn việc đạo, trí là trình độ đạo pháp. Không có trí thì không thể hoàn thành sứ mạng, thuyết pháp, giác ngộ và giải thoát. Người có nhân, có nghĩa, có trí mới có thể làm được nhiều việc ích lợi cho đời, cho đạo. Tính là giữ đúng lời, đúng hẹn, đáng tin cậy. Đã hứa hẹn với ai điều gì, cho dù là một việc nhỏ nhưng chẳng sai lời, trước sau như một. Đó gọi là người biết giữ chữ tín hay biết giữ uy tín. Người giữ chữ tín thì mới gây dựng được lòng tin với mọi người. Nói thì phải làm, sống phải trung thực với chính mình và với mọi người thì sẽ được mọi người tin tưởng. Đạo nhân, đạo nghĩa sớm trưa, làm người chữ tín đừng thưa thớt lòng. Phần trình bày của tôi đến đây xin hết ạ. Chí Lâm xin chào các bạn và hẹn gặp lại.